Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu đến em một cái combo máy dập ha, để mà tại vì mình thấy hai cái món, thứ nhất là cái cần với cái máy nó chỉ chênh lệch nhau chỉ có 150 ngàn thôi, nó ha thành ra nó coi như là nó đồng thanh đồng thủ đó, đồng thanh đồng thủ về giá tiền đó ha, mà cũng đạt đến một cái chất lượng khá là tuyệt vời ha. Thì đây chính là con Seruna. Đây, Seruna. Thấy không? 245 g. À, con này đặc biệt có 2 gen nha anh em. Con này có 2 gen. Rồi. 2 gen body. Thì con này là 1,3 triệu. Còn cái cần mình đi chung với bộ này đó chính là cái cây Alpha Man. 1,450 triệu. Đó, đây. Ha, Alpha Man. Alpha Man. Rồi. Fuji Ancona. 1,450 triệu. Có nghĩa là cây càng nó mắc hơn con máy 150 ngàn. Cũng tùy theo cái chỗ bán thời điểm. Thì có khi con máy này có lúc nó lên tới cả 1,4 triệu mấy. Rồi có lúc nó xuống 1,3 triệu mấy. Ha. Thì bây giờ nó còn 1,3 triệu. Rồi. Thì con này cái con dòng Shimano đó, mà cái con này là cái con cuối cùng của cái dòng tay mà có cái cốt ngang. Lên cái dòng cao hơn thì nó không còn cái cốt mà ha. Rồi. Mình bỏ qua chi tiết đó đi. Thì cái con máy này như cái thông tin anh em thấy rồi, thì nó Hàn ngữ, Shimano nó ghi rất là khiêm tốn. Hàn ngữ nó ghi mắc cách 4 kg. Ha. Thì con này khá nhiều anh em xài qua rồi, nghe anh em đánh giá con này là châu bò, rất là châu bò mượt đó, đặc biệt là nó có 2 gen. Rồi trong khi cái cây Alpha Man thì cây 2,1 nè, chỉ số lua của nó là 5 đến 21 g ha. Rồi có thêm cái là MX Carbon, HX Carbon này. Đó. Cái đầu đó bù chống xoắn nhỏ xíu mà mini luôn ha. Lỗ lỗ 3 ly, quýnh quýnh kỹ thuật ha, mấy cái phen mà phen 3 ly này nè. Riêng 3 ly là quýnh kỹ thuật. Rồi, đó là cái xoắn từ đầu tới đuôi ha. Rồi, dàn phen anh Fuji Ancona. Đó. Nhiều anh em thích đó là cái cây này á, là thứ nhất là nó xoắn toàn thân, và thứ hai nữa là cái chân chỗ cái bát này, nó làm rất là đẹp anh em, rất là đẹp cái chân chỗ cái cụm mà siết máy nè ha. Tại mình không có xé bọc được, tại cái cây này là cây mới thì mình xé không được đó. Ở dưới đuôi của nó thì nó có ghi cái hình cái đinh ba của vị thần biển cả Neptune đó. Đây, nó đúng rồi, để luôn nè. Neptune Spear. Có nghĩa là cái đinh ba của vị thần biển cả nè, Neptune là dầu ăn đó. Cây này thì mình cũng còn 1-2 cây nữa là hết anh em. Thì đây là cái combo mà mình cảm thấy là phù hợp cho những cái anh em mà có cái chi phí nó hơn mức sinh viên học sinh chút. Nhưng bộ này thì chơi là nhìn anh em nhìn bề ngoài con này thì có 2 gen, còn con này thì Fuji Ancona thì mình thấy nó cũng bước vào cái phân khúc tầm trung rồi đó. Nhưng mà cái giá thì anh em vẫn thấy còn 2,000 mấy. Lý do là do cây cần này nó nếu mà nó nhảy qua đầu hãng á, thì nó không có giá này đâu nha. Đó. Nếu mà nhảy qua đầu hãng là cái bộ này lên 3,000 mấy liền. Đó, nhờ cái mà nó không phải là đầu hãng đó. Thành ra nó mới rớt xuống cái tầm 2,000 mấy. Nhưng mà những cái cây mà hãng đó thì có nhiều anh em á, người ta chọn cây này hơn đó, người ta chọn cây này nhiều hơn so với cái đầu hãng, tại vì cũng tầm cái giá đó, giá rẻ này mà cái đầu hãng không bao giờ được
cái vàng khoen với lại là chống xón như cây Alpha Man này đâu, phải không? Đó, vì cái lý do đó đó thì người ta anh em người ta mới chọn cái cây này đó. Cây này cho tới hôm nay thì anh em cũng không có phản hồi gì gọi là nhược điểm gì trơn ha, không có, chưa thấy cái phản hồi gì hết. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến em một cái bộ combo máy dập mà nằm trong quanh quẩn 2 triệu mấy mà chơi rất là ok nha anh em.